Bên em xin kính chào tất cả quý khách hàng. Chào mừng mọi người đã đến với kênh bán hàng của bên em ạ. Thì hôm nay bên em xin giới thiệu đến tất cả quý khách hàng một chiếc động cơ Honda GX390 13 ngựa của Thái, hàng tháo máy phát điện. Quý khách hàng nào đang quan tâm đến chiếc động cơ Honda GX390 13 ngựa liên hệ bên em theo số hotline 0966421739, Zalo bên em. Bên em giao hàng toàn quốc nha. Nhà em chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng máy móc cũ đã qua sử dụng, máy công trình, máy xây dựng. Thì sau đây em sẽ đi giới thiệu chi tiết cái chiếc động cơ Honda GX390 gần như là mới cứng luôn. Đây, quý khách hàng có thể thấy đây, lốc máy đấy ạ. Rất đẹp. Mới cứng luôn. Hàng này hàng tháo máy phát điện thì nó có bình xăng lớn thôi chứ nó không có bình xăng nhỏ nha, máy trụi như này thôi ạ. Đây ạ. Em sẽ quay chi tiết gửi đến tất cả mọi người. Đấy, động cơ 390 nha. Ngoài nó còn đẹp xuất sắc, không biết là quý khách hàng có nhìn rõ hay không. Đấy. Đấy. Chiếc này thì bên em đã test ok rồi, bây giờ chỉ chờ sẵn bàn giao cho quý khách hàng thôi. Thì tất cả dòng máy móc cũ trước khi mà bên em bàn giao đến tay mọi người thì bên em sẽ có clip test này, cũng như hình ảnh chi tiết gửi đến tất cả quý khách hàng nha. Đấy. Để quý khách hàng ở xa mua bán có thể yên tâm nha. Đấy. Đấy, những con ốc mặt máy đây. Con này phải nói là xuất sắc. Đấy, phần ốc mặt máy đây. Đây phần ốc của cổ xà đây, trắng tinh luôn. Đây phần thanh tản nhiệt. Đầu bò thì trắng tinh luôn. Cái hin Japan nha. Đây ạ. Rất đẹp. Đấy. Động cơ Honda Thái 13 ngựa. Máy trụi như này luôn. Đấy, hàng này hàng tháo máy phát điện. Quý khách hàng có nhu cầu quan tâm về các dòng máy thì liên hệ bên em nha. Hotline 0966421739. Bên em giao hàng toàn quốc luôn. Đấy. Đây là một chiếc động cơ Honda Thái, máy trụi đẹp xuất sắc luôn. Đẹp không tì vết luôn. Đấy. Đấy. Em giới thiệu nhanh nha. Quý khách hàng nào có nhu cầu liên hệ bên em sẽ gửi clip test này, cũng như hình ảnh chi tiết chiếc động cơ này đến quý khách hàng nha. Đấy. Đây nó còn cái phần áo gió nữa, ốp bên ngoài nữa, nhưng bên em chưa lắp, để như này luôn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo của bên em. Quý khách hàng đừng quên đăng ký kênh và cập nhật những video mới nhất bên em nha. Đấy, đăng ký kênh của bên em để quý khách hàng có thể theo dõi được nhiều cái sản phẩm chất lượng. Đấy. Bên em thì có bán hàng tất cả trên các nền tảng Zalo, Facebook, các trang thương mại xã hội này, trang mạng xã hội này, cái trang thương mại điện tử nha. Thì bên em đều có gian hàng để phục vụ quý khách hàng. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo của bên em ạ.